Chào mọi người, hôm nay mình thử thách làm công nhân cao su nha các bạn. Đi bóc một cao su nè. Ở đây là một khu rừng cao su rất là rộng lớn nè. Đây, cao su người ta cạo xong rồi, giờ mình phải bóc nè các bạn. Một ngày là làm hôm nay mình thử thách đó là bóc nguyên một cái vườn này các bạn. Thử coi mình bóc nổi không nha. Cũng khá là căng đó. Để tắt đi, bấm chế độ thường. Đừng quay mặt đó nha. Quay mặt không có chế.